Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Bóng Đá và Đời Sống. Chào mừng các bạn đến với video toàn cảnh trận đấu giữa đội tuyển U20 Việt Nam và đội tuyển U20 Bhutan tại vòng loại U20 châu Á 2025. Can you speak again? Hello, xin chào. Xin chào. Okay. Where are you from? Yes. Thank you so much. Who is the best photographer? Who is the best photographer? Him. He's best? Yes. No. The photographer that take a photo from me, he's best. Yes. You know? He's taking your photo. Vâng, như ảnh đầu tiên. Thực sự là vui nhộn với trọng tài biên người Iran, người cũng sẽ làm nhiệm vụ ở trong trận đấu này. Trọng tài biên người Iran thì nói rằng, hỏi vui thôi. Ai là nhiếp ảnh gia hay nhất ở đây? Và tôi chỉ một người. Rồi sau đó vị trọng tài này nói rằng ai chụp ảnh anh ấy thì sẽ là người chụp giỏi nhất. Thậm chí là trọng tài biên người Iran còn nói xin chào bằng tiếng Việt Nam. Còn đây là những hình ảnh ở trong phần khởi động của đôi bên. Đây là các cầu thủ Bhutan, U20 Bhutan. Còn trước đó là những cầu thủ dự bị và thi đấu chính thức trong phần khởi động của đội tuyển U20 Việt Nam. Có một điều khá đặc biệt, đó là khi mà chúng ta khởi động, cao thủ mặc một số áo khác, nhưng khi thi đấu với bộ trang phục màu trắng thì những cầu thủ lại đeo một số áo khác, bài nghi binh của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh. Ông Hứa Hiển Vinh, ông Nguyễn Quốc Hội và các cầu thủ dự bị bước ra với một sự tự tin nhất định. Khoảnh khắc các cầu thủ tiến ra sân. Trong trận đấu này thì thủ môn Phạm Đình Hải là người đeo băng thủ quân. Đi ngay phía sau Đình Hải là Hoàng Minh Tiến. Rồi phía sau chúng ta thấy có Lê Văn Quang Duyệt. Đội hình của đội tuyển U20 Việt Nam ngày hôm nay, như các bạn cũng đã theo dõi, đây theo tôi đánh giá không phải là đội hình mạnh nhất của chúng ta. Nhưng rõ ràng với mật độ 2 ngày một trận, chúng ta sẽ đá vào ngày 23, 25, 27 và 29 tháng 9, thì rõ ràng huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh cũng cần phải có những sự xoay tua để cao thủ thứ nhất là đảm bảo được thể lực và thứ hai là có được một thể trạng tốt, duy trì được một cảm giác bóng để chơi trong suốt chặng đường vòng loại với 4 trận đấu. Ở phía trên thì chúng ta chắc chắn rồi, có những chuyên gia phân tích. Và U20 Series cũng đã cử 2 chuyên gia phân tích đến để theo dõi trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Bhutan. Không chỉ có U20 Series, và theo tôi quan sát đây có lẽ là chuyên gia phân tích của đội U20 Bangladesh hoặc là U20 Guam. Chúng ta ngày hôm nay, như các bạn cũng đã biết rồi, thắng rất đậm đà, một chiến thắng 5 sao của Công Phương cùng với các đồng đội. Nguyễn Công Phương dù không thi đấu chính thức ngay từ đầu, anh vào sân ở đầu hiệp 2 và cũng kịp thời có được cho mình 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Qua đó cũng giành danh hiệu MVP của trận đấu, cầu thủ xuất sắc nhất. Công Phương, cầu thủ đeo áo số 10, đã thể hiện được một sự vượt trội về kinh nghiệm cũng như năng lực của mình. Cầu thủ thuộc biên chế đội 1 của Thể Công Viettel, chơi tại V-League. Những thước hình sau trận, cầu thủ Bhutan dù để thua khá đậm, khá sâu, nhưng họ cũng tỏ ra rất là thân thiện, bắt tay từng cầu thủ một của đội tuyển U20 Việt Nam. Rõ ràng thì U20 Bhutan cũng ý thức được rằng chúng ta, đội tuyển U20 Việt Nam là những người mạnh hơn. Những bàn thắng của đội tuyển U20 Việt Nam được ghi do công của Bảo Long, Đăng Dương, cú đúp của Công Phương và Hữu Tuấn. Đúng là cao thủ U20 Bhutan thì họ rất lịch sự và cũng thể hiện tinh thần cao thượng. Bắt tay các cầu thủ đá chính, bắt tay cao thủ dự bị và các thành viên trong ban huấn luyện. Hình ảnh rất đẹp đến từ những cầu thủ trẻ. Sau khi chúng ta giao lưu với đội bạn xong thì cao thủ cũng sẽ hướng sang khu vực khán đài B, nơi ngày hôm nay cũng có rất đông những cổ động viên của đội bóng U20 Việt Nam, những cổ động viên Hải Phòng cùng với các tỉnh lân cận cũng đã đến sân Lạch Tray để cổ vũ và tạo ra một bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt.
Những chiến binh sao vàng đã cho người hâm mộ 5 lần được ăn mừng bàn thắng. Một trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về 3 điểm mà chúng ta cũng sẽ có hiệu số tốt, với hiệu số dương 5 ở trong ngày ra quân. Sau trận này chúng ta sẽ gặp thêm các đối thủ nữa là U20 Guam, U20 Bangladesh và U20 Syria. Không khí quá đỗi tuyệt vời, và hy vọng rằng trong các trận đấu sau thì các cổ động viên sẽ có mặt đông hơn nữa và truyền tải đến cho cao thủ phía dưới sân nhiều những ngọn lửa cháy bỏng hơn nữa. Bên cạnh Nguyễn Công Phương, một cầu thủ chơi rất hay, thì Nguyễn Đăng Dương cũng là một người cho tôi khá nhiều ấn tượng. Tiền đạo mang số 9, thể hình tốt, cũng là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Thể Công Viettel. Đăng Dương đã có 1 bàn ở trong trận đấu này. Ngoài ra thì những cá nhân khác, kể cả những người không ghi bàn, thì cũng đã đều chơi hay. Dù đây cũng không phải là một đối thủ xứng tầm với đội tuyển U20 Việt Nam, nhưng chắc chắn cũng là một màn chạy đà để cho thầy trò huấn luyện viên Huyền Vinh có được một tâm lý thi đấu thoải mái. Thầy Vinh vừa cũng cười nói vui vẻ với các học trò, vì rõ ràng ở trong trận đấu này chúng ta cũng không gặp quá nhiều áp lực. Có lẽ áp lực sẽ chỉ đến ở trong trận đấu gặp U20 Syria, trận đấu khó khăn nhất. Lê Phát, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF, cầu thủ cũng có sự đột biến cao. Và dù đã hết trận đấu nhưng các cầu thủ cũng vẫn tiếp tục trao đổi với nhau về những tình huống diễn ra, về chất lượng cầu thủ của đội bạn. Còn ở trong phòng họp báo, hai huấn luyện viên nói gì? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây với những ghi nhận của ekip Bóng Đá Và Đời Sống. Đầu tiên là phần chia sẻ của huấn luyện viên trưởng đội U20 Bhutan. Thực ra là trong những phút đầu tiên của trận đấu thứ nhất thì chúng tôi đã có một kết quả ấn tượng, chúng tôi đã duy trì được tỷ số 1-0 cho cơ số. Tuy nhiên thì sau đó chúng tôi đã phải thua, và cũng như là khi mà bước vào cái hiệp hai thì chỉ trong 10 phút chúng tôi đã phải nhiều bàn thua hơn nữa, và đội tuyển Việt Nam càng về cuối trận đấu họ càng có tốc độ càng nhanh và khiến cho cái cũng như là cái chấn thương của đội tuyển Việt Nam. Next time, half time talking. Đội Việt Nam là một đội rất là tốt, có thể được tốc độ nhanh, và đội chúng tôi thì cũng là một đội mới, và trong một số những thành tích chúng tôi cũng muốn đẩy nhanh, tuy nhiên thì nó rất là khó khăn, và tôi rất là tôn trọng và rất là ấn tượng với đội tuyển. So prediction fast, but a little difficult. Của đội tuyển U20 Việt Nam và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu số 10 Nguyễn Công Phương. Anh có hiểu chưa? Đánh giá cái trận đấu như thế này. Trước hết thì cho tôi gửi lời cảm ơn đến cổ động viên của đội của khán giả Việt Nam đã đến ủng hộ đội U20. Thì về phần diễn biến trận đấu thì tôi cảm thấy là các cầu thủ tôi rất là tự tin triển khai bóng. Và khi có nhiều áp lực, dù có nhiều áp lực ở hiệp một nhưng mà các em đã tự tin chơi và tận dụng tốt cơ hội, đặc biệt là quả đầu bàn thắng đầu tiên thì các em đã tận dụng tốt, giải tỏa được cái tâm lý thi đấu, thì các em càng ngày càng chơi càng tự tin hơn. Và tuy là chiến thắng với tỷ số 5-0 nhưng mà chúng tôi cũng còn phải khắc phục lại những vài điểm để trong những trận đấu tiếp theo. Thì đây là trận đấu đầu tiên, trận đấu mở màn của em, và em thật sự rất vui khi đã đóng góp được 2 bàn thắng và 2 kiến tạo để giành 3 điểm. Thì các bạn cũng thấy rồi, mật độ đấu dày này không phải riêng gì U20 Việt Nam mà tất cả 5 đội đều có một sự ảnh hưởng nhất định. Nhưng mà U20 Việt Nam sau thời gian chuẩn bị thì cũng có nhiều phương án để mà thi đấu cho tất cả các trận đấu, và chúng tôi cũng sẽ lựa chọn con người từng trận một để mà làm sao các em đủ thể lực để chơi những trận đấu tiếp theo. Dù mật độ rất là dày đặc này, chúng tôi cũng đã có sự tính toán từ
trước. Thì vừa qua chúng tôi cũng có xem trực tiếp trên sân trận đấu đầu tiên của đội Guam, và vừa rồi cũng xem chúng tôi cũng đã thấy đội Guam có điểm rất là mạnh và khác với lại Bhutan. Thì chúng tôi cũng đã, như đã nói thì tất cả các giải đấu này và tất cả các cầu thủ, các đội bóng đều là những đội bóng là tương đối là mạnh và cái nhiều nền bóng đá khác nhau, và sự tiến bộ của đảo Guam đó là một cái mà chúng ta cũng phải dè chừng. Tất cả cầu thủ chúng tôi cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng, ban luyện sẽ có những đấu pháp hợp lý cho trận đấu tiếp theo. Thì các bạn cũng thấy rồi, thì chúng tôi khi mà kiểm soát bóng thì những quả chuyền dài thì chúng tôi chưa hiệu quả ở hiệp nhất. Đấy thì những cái đó và cái sự hỗ trợ cho các cầu thủ mà có bóng thì chưa tốt, đặc biệt là hiệp nhất. Khi hiệp 2 chúng tôi có sự thay đổi thì chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, chơi những đường chuyền ngắn trung bình và đã tạo được ra nhiều cơ hội hơn cho các em trong trận đấu. Câu thua thì thi đấu hôm nay, thì ông muốn nói gì với các học trò, một cái lời đánh giá khen thì cho câu thua. Lời khen thì chắc tôi để cho các bạn khen. Tôi với là mong Phương là hãy tiếp tục vững niềm tin, đặc biệt là bản thân mình có năng lực và hãy cố gắng qua được trận đấu. Và trận đấu vừa kết thúc là coi như đã qua, thì chúng ta phải hướng vào trận đấu tiếp theo. Mỗi một trận đấu thì không trận nào giống trận nào, cho nên là tất cả các cầu thủ đều phải sự cố gắng, niềm tin, và đặc biệt là đừng nghĩ nhiều về trận đấu vừa qua. Có thể vui nhưng đã kết thúc, và chúng trận đấu khác là một cái khác nữa hơn, cho nên là tôi nghĩ là Công Phương sẽ hiểu được và sẽ giữ được cái niềm tin đó, giữ được cái khát khao chơi bóng đó. Và trên đây cũng là những hình ảnh cuối cùng trong video toàn cảnh trận đấu giữa đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Bhutan trong khuôn khổ vòng loại của vòng chung kết U20 châu Á 2025. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.